Cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo, sinh năm 1933 tại Sài Gòn. Ông tốt nghiệp khóa 10 trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam Đà Lạt vào năm 1954. Ông phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa 22 năm, cho đến giờ phút cuối cùng sau khi Sài Gòn sụp đổ. Là cựu tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh, ông được mệnh danh là Người Hùng Xuân Lộc trong cuộc chiến đấu ngăn chặn bước tiến quân của 5 sư đoàn Cộng sản Bắc Việt trong 12 ngày đêm vào những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975 tại mặt trận Xuân Lộc, Long Khánh. Sau khi Cộng sản Bắc Việt chiếm lấy miền Nam, ông bị lao tù 17 năm. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, ông đã qua đời tại tiểu bang Connecticut trong vòng tay yêu thương của gia đình. Cựu Thiếu tướng Lê Minh Đảo hưởng thọ 87 tuổi. Trong ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sau 2 năm đại dịch, cộng đồng gốc Việt ở nhiều nơi tại các tiểu bang đã tổ chức các buổi tưởng niệm vinh danh Người Hùng Xuân Lộc, đặc biệt tại tiểu bang Massachusetts, cộng đồng tại thành phố Worcester với sự đồng ý của bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, quá phụ phu nhân cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo đã long trọng tổ chức buổi tưởng niệm Thiếu tướng. Chúng tôi có cơ hội tiếp chuyện cùng với bà Thủy và lắng nghe những chia sẻ của bà về cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo như sau. Trước hết tôi xin chào Trường Giang của đài SBTN Boston. Thứ nhì là rất cảm ơn Hội Ái Hữu HO của Worcester đã có cho tôi đến dự buổi lễ kỷ niệm ngày quân lực, đồng thời để tưởng niệm cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo. Thưa bà, thời điểm mà cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo qua đời đó, bà thì ở bên cạnh Thiếu tướng, lúc nào cũng ở bên cạnh Thiếu tướng, thì những lời trăn trối cuối cùng, những lời dặn dò cuối cùng của Thiếu tướng Lê Minh Đảo là gì thưa bà? Dạ thưa, biết mình khó qua khỏi nên nhà tôi nói với tôi rằng Thủy ơi, anh thương em lắm, anh muốn sống thêm với em vài năm nữa nhưng mà chắc không được rồi. Nhưng mà em đừng có quá lo buồn vì chuyến đi này cũng như là anh chuẩn bị đi hành quân và ngày mai anh sẽ đi hành quân. Em hãy nhớ những lời anh căn dặn, cô rất thương tiếc bác nhưng cô không muốn níu kéo. Vì đối với ông, một ông tướng, suốt cả cuộc đời ông không muốn làm phiền lụy cho ai, nhất là đối với cô. Mặc dù người vợ đã chung sống 26 năm, chia sẻ bao nhiêu buồn vui, cô luôn luôn đứng sau lưng ông. Ông nhìn lại là có cô, nhưng cô vẫn để ông ra đi thanh thản, dù trong lòng rất là thương tiếc và đau xót. Ông còn dặn cô là cho ông gửi lời từ giã với các anh em trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đồng bào hải ngoại cũng như trong nước, các cháu hậu duệ và tất cả mọi người quen biết mà em có dịp gặp. Thời gian bà chung sống với Thiếu tướng Lê Minh Đảo cũng gần 30 năm tại Connecticut. Sống trong một căn nhà mà Trường Giang đã có nhiều lần ghé qua thăm trong những dịp Giáng sinh như là Tết. Cái cuộc sống của bà sau khi thời gian bác Đảo qua đời nó hiện nay như thế nào? Cũng như bao nhiêu gia đình khác, trong 2 năm đại dịch vừa qua, nếu không có gì cần thiết thì cũng hạn chế ra ngoài. Thì cháu biết rồi, trong nhà chỉ có 2 vợ chồng thôi. Bây giờ một người đã ra đi, còn là một mình, lòng cô rất là hụt hẫng, thương nhớ bác khôn nguôi. Căn nhà này tuy là nhỏ nhưng nơi nào cũng thấy hình bóng của bác. Nhưng mà may mắn là cô còn con trai, con dâu và cháu nội ở gần. Cũng như thỉnh thoảng có vài người con gái riêng của bác Đảo dù ở các tiểu bang khác, nhưng các cháu vẫn điện thoại thăm hỏi. Và các quân nhân trong gia đình sư đoàn 18 cũng như các thân hữu, các cháu hậu duệ như Khôi An, Thúy Chi, Thúy Liễu, hoặc là các chị vợ của các anh sĩ quan mà cũng đã quá cố như chị Thông, chị Lễ và chị Trúc, mẹ của đại tá Mimi Phan, cũng thường gọi điện thoại thăm hỏi. Cộng thêm cô được cái láng giềng rất là tốt bụng, rất quý mến cô với bác. Đó là một cái niềm vui. Nhưng cái cao lớn nhất của cô là cô có niềm vui về Thiên Chúa. Cô luôn luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa là đấng an ủi, che chở, gìn giữ cho cô trong mọi sự. Và bác luôn luôn nói với cô rằng em có biết không, 17 năm trong lao tù Cộng sản, chính Chúa đã cứu anh. Và bác Đảo luôn nói với cô Thủy, em hãy tạ ơn Chúa mỗi ngày. Mỗi người có một cái đức tin, mình tạ ơn cho mọi người, chứ không phải là cầu nguyện cho gia đình cô Thủy không đâu. Bác Đảo con rất là trung tín, vợ chồng bác
vô với bác đi nhà thờ trên Trafford 20 mấy năm, trung tín thờ Phượng Chúa mỗi Chủ nhật. Anh là dưỡng tử của Thiếu tướng Lê Minh Đảo và anh đã chung sống cùng với Thiếu tướng gần 30 năm, 26 năm chẳng. Khi mà anh chung sống với Thiếu tướng thì anh học hỏi được gì về Thiếu tướng, và là một người con, là một người dưỡng tử thì anh có những kinh nghiệm gì hoặc là những cái câu chuyện gì vui buồn đối với Thiếu tướng Lê Minh Đảo? Dạ, kính chào, cảm ơn anh Giang. Dạ thì hơn 25 năm người là người cha của mình, coi như là dưỡng tử với mình, thật ra là một người cha của mình, dạy mình rất là nhiều điều từ thời thiếu thời. Thì nếu mà tóm tắt lại thì nó quá nhiều, nhưng mà có hai điều mà có lẽ bây giờ ngẫm nghĩ lại người đã ra đi rồi mình mới hiểu thấu. Đó là một điều thứ nhất là uống nước nhớ nguồn, và điều thứ hai là sự khiêm nhường. Dạ, cho mình nói một điều trước là sự uống nước nhớ nguồn. Là uống nước nhớ nguồn, ông dạy tôi từ lúc nhỏ đó là phải biết mình từ đâu đến và biết ơn những người đã xây cái cầu cho mình đi qua. Nói nôm na là vậy. Và chắc hẳn như hôm nay là ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực. Không đơn giản chỉ là những người khoác áo lính, mà những người đã từng hy sinh, cũng đó có vợ con của những người đó, để tạo dựng sự một cái support để cho họ được làm tròn trách nhiệm với người trai đất nước. Để rồi như chúng ta, trong đó có thế hệ mình và anh và em chẳng hạn, đã có một cái cơ hội được thành tựu như ngày hôm nay. Thì có lẽ đó một điều uống nước nhớ nguồn đầu tiên mà ông dạy cho mình là nhớ ơn những người đó. Để không ít thì nhiều, những thành đạt của mình hiện tại cũng có một phần hồ hôi, nước mắt, xương máu, đôi khi cái tính mạng của những người đó. Và những người đó là những người có thể nói là có công tuyệt vời với đất nước Việt Nam, mà thế hệ chúng ta không nên quên và phải nhớ. Đó là một điều và có thể nói là ông dạy mình từ nhỏ. Và điều thứ hai là sự khiêm nhường. Như mình nói đây, một sự khiêm nhường có lẽ nói ra có lẽ ai cũng hiểu nó là cái gì, nhưng có thể hiểu đúng nghĩa hay không và thực hành được hay không, đó là một cái chuyện khác. Thật lòng mà mình nói, mình sống với ông, biết ai cũng biết ông là người khiêm nhường, nhưng mà thật sự thấu hiểu được điều đó là phải nói chờ tới khi ông nhắm mắt mình mới hiểu. Là tại sao? Là tại vì không ai biết được điều là ông viết một di chúc ông để lại, là ông cự tuyệt không muốn phủ lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đó là một điều có nghĩa là trong gia đình ai cũng hơi ngạc nhiên, nếu mà không muốn nói là hơi sót, tại vì một sĩ quan mất đi thủ kỳ đó là chuyện tương đối thường tình, mà ông là một người tướng và có lẽ là không ai sẽ phản đối điều đó đâu. Nhưng mà cá nhân ông nói ông không muốn điều đó. Là tại vì sao? Là tại vì rất rõ ràng ông nói, lúc đó ông đã viết ra rồi, nhưng mà cậu dặn con cái là ba không có chết trên chiến trường con, ba chết trên giường bệnh, ba không có được cái vinh dự chết cho đất nước trên chiến trường. Những cái điều được phủ quốc kỳ đó là danh dự của những người chiến sĩ hy sinh cho đất nước, chết trên chiến trường thì họ mới nhận được. Và có nhiều bằng hữu của ông, chẳng hạn như tướng Hưng, tướng Khoa, đã tự vẫn chết ngày 30 tháng 4 năm 1975. Không ai phủ quốc kỳ cho họ, họ không được cái vinh dự đó, thành ra ba cũng không xứng đáng nhận điều đó. Là đó là hai điều mà có thể nói, nếu mà trong thời gian ngắn mình tóm tắt, mình nhớ rất rõ điều về ông là uống nước nhớ nguồn và sự khiêm nhường của ông để ai cho mình. Khi mà sinh thời đó thì Trường Giang biết là Trường Giang có năm nào Trường Giang cũng tới gặp bác Đảo, nhất là vào có dịp Giáng sinh hoặc là Tết. Thì khi mà qua Tết thì Trường Giang cũng lúc nào cũng ghé bác Đảo, và bác Đảo có nói nhiều về Trinh, và bác Đảo rất là khen Trinh, và luôn lúc nào cũng khuyến khích Trinh tham gia vào cộng đồng, và cuối cùng thì kết quả là Trinh đã là chủ tịch cộng đồng tại tiểu bang Connecticut. Thì như nói như vậy là mình biết là bác Đảo rất quan tâm đến giới trẻ. Thì khi mà sinh thời thì bác Đảo có những lời gì chia sẻ cùng với Trinh, mà Trinh có thể chia sẻ cùng với khán giả trong ngày tưởng niệm của bác Đảo hôm nay? Trinh xin chào anh Trường Giang, cũng như là xin chào quý khán giả của đài. Trước hết xin cảm ơn anh Trường Giang, cũng như cảm ơn cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy là phu nhân của cố thiếu tướng Lê Minh Đảo, đã cho trên cơ hội để mà tâm sự chút về tình cảm của mình và bác Thiếu tướng Lê Minh Đảo. Thực ra thì Trinh không có cái kỷ niệm gì gọi là đặc biệt giữa cá nhân Trinh với bác Đảo cả, nhưng mà mình có rất nhiều cái để nhớ hay để nhắc về bác. Thì ở cái thời điểm bây giờ, hay là ngay lúc mà bác trước lúc mà bác sắp vĩnh viễn ra đi, thì mình thường hay gọi bác là bác Đảo. Thì mình cũng không biết là bắt đầu từ đâu và từ bao giờ, do cái tình cảm nó tự có theo thời gian thôi.
Thì thực sự mà nói thì mình được nghe bác Đảo từ năm 97, 98, nhưng mà mình không có được gặp. Thì lúc đó mình cứ tưởng tượng bác Đảo là người rất là nghiêm khắc, rất là khó nói chuyện. Hoặc là mình là cái thế hệ con cháu, mình không có được gần để hỏi. Rồi trước khi mà mình có dịp gặp bác Đảo thì có lẽ hai bác cháu cũng biết với nhau qua lại, thì là do mình có trò chuyện với cô Thủy đó. Mình biết cô Thủy năm 97. Thì thì mình cứ nghĩ gặp bác là khó khăn lắm, nhưng mà cũng không có lâu sau đó thì mình có dịp gặp được bác ở cái hội tương trợ người Việt. Lúc đó ba của Trinh làm hội trưởng, rồi cái mời bác Đảo tới để mà tham dự mỗi lần tổ chức. Thì lúc đó mình có dịp gặp bác. Khi mà mình gặp được bác Đảo, mình tiếp xúc gần với bác, mình nói chuyện với bác, mình thấy bác rất là thân thiện, rất là dễ nói chuyện. Bác thường hay chia sẻ những cái chuyện về hồi xưa bác đi lính, hay là bác kể chuyện về thời nay, hay nói về chính trị, nói về xã hội, nói rất là nhiều. Nhưng mà nói thực tế thì mình cũng không có biết nhiều, nhưng mà mình học hỏi, mình nghe, rồi mình thấy gần, dễ gần. Thì bác luôn khuyên mình á, với lại những anh chị em cùng trang lứa, là cố gắng với khả năng của mình để mà tiếp tục con đường của cha chú bác đã đi qua, để giữ cái nền văn hóa Việt Nam của mình. Thì nếu mà mình làm thì mình cứ cố gắng làm bằng cái tâm của mình, mình đừng có ngại là người ta nói gì hết. Thì nếu mà mình làm có tâm, mình có lòng thì sẽ có nhiều người ủng hộ. Cái đó vậy, khi mà tiếp chuyện cùng với Trinh thì Trường Giang học ra một điều nữa. Và điều đó thì bác Đảo đã nói chuyện với Trường Giang và Long Lê cách đây khoảng 10 năm. Đó là bác Đảo luôn luôn lúc nào cũng gần gũi và thân thiện với giới trẻ, và luôn nào cũng khuyến khích giới trẻ tham gia vào cộng đồng, giữ gìn văn hóa, tiếp tục truyền thống tranh đấu chống cộng sản. Trường Giang tường thuật cho đài B10 từ thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts. Một lần nữa, xin kính chào quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình. Quê hương điều linh con vẫn không trông chờ.